Hội thi duyên dáng áo dài mừng Đảng mừng Xuân Quý Mão 2023 vừa được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Xuyên Mộc phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện tổ chức. Tham gia hội thi có 56 thí sinh là những cán bộ hội viên, giáo viên, phụ nữ xinh đẹp duyên dáng được tuyển chọn từ cơ sở. Hội thi duyên dáng áo dài huyện Xuyên Mộc có hai vòng thi, vòng sơ khảo và vòng chung kết. Ở vòng sơ khảo, các thí sinh sẽ trình diễn trang phục áo dài truyền thống, thi năng khiếu, hát, múa, ngâm thơ, biểu diễn nhạc cụ, tấu hài, tiểu phẩm, khiêu vũ. Ban tổ chức sẽ chọn từ 10 đến 12 thí sinh có số điểm cao nhất tham gia vòng thi chung kết, dự kiến diễn ra ngày 12 tháng 1 năm 2023 tại quảng trường Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Xuyên Mộc.